Cập nhật thông tin vào trưa ngày 13 tháng 9 từ Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an C07 và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, có hàng chục người thương vong. Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9, một chung cư mini ở ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, có diện tích khoảng trên 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống xảy ra cháy. Đến khoảng 4 giờ 45 phút ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Công an thành phố Hà Nội đã phong tỏa hiện trường, rà soát các phòng từ tầng 9 xuống để tìm kiếm nạn nhân. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tối ngày 12 tháng 9, tại tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất làm 10 người chết và mất tích. Trong đó, thị xã Sapa có 2 người chết và 6 người mất tích, huyện Bát Sát có 1 người mất tích, huyện Văn Bàn có 1 người chết. Còn theo thông tin từ người dân tại thị xã Sapa, trận mưa lớn kéo dài vào tối ngày 12 tháng 9 đã khiến mực nước đầu nguồn dâng cao, xảy ra lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại thôn Nậm Thang, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sapa. Các nạn nhân là người dân địa phương đang trong trại nuôi cá nước lạnh. Trên địa bàn xã Liên Minh, thị xã Sapa, hiện có 62 trang trại nuôi cá hồi, cá tầm, với khoảng 600 bể nuôi cá đã bị cuốn trôi trên 90%. Người dân sống dọc dòng suối Nậm Bá, thôn Nậm Cang bị cô lập hoàn toàn do cây cầu duy nhất dẫn vào đây đã bị nước lũ đánh sập. Hiện nay, thị xã Sapa đang huy động mọi lực lượng tìm kiếm, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Từ ngày 14 tháng 9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm, Bắc Trung Bộ còn có khả năng mưa kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Ngay trong sáng ngày 13 tháng 9, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Phạm Đức Luận, Chánh Văn phòng, làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ tìm kiếm tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Liên quan đến vụ án sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa ở thành phố và nhiều tỉnh thành, ngày 13 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong, sinh năm 1986, Phó phòng kiểm định xe cơ giới, cựu Phó Chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội môi giới hối lộ, và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1979, ngụ Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa ở thành phố và nhiều tỉnh thành. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 204 bị can về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ cùng nhiều tội danh khác có liên quan. Trong thời gian phòng BC02 Bắc khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước, Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua Phong đưa cho Trung 100.000 đô la Mỹ để tìm cách thu thập thông tin chạy án cho Hà. Dù biết không thể thực hiện được, nhưng Trung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của Hà 100.000 đô la Mỹ. Sáng ngày 13 tháng 9, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục với nội dung xem xét cho ý kiến về các báo cáo trong lĩnh vực tư pháp năm 2023. Theo đó, số đối tượng truy nã mặc dù giảm hơn 11% nhưng vẫn còn rất lớn, gần 8.700 người. Trong đó, số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm gần 4.400 đối tượng. Dẫn báo cáo của chính phủ, cơ quan thẩm tra cho hay, số vụ tội phạm ma túy phát hiện được tăng hơn 18%, số ma túy tổng hợp dạng tinh thể bị thu giữ tăng đặc biệt cao, gần 1.500%. Điển hình là vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11kg ma túy ketamin được giấu trong 327 tuyếp kem đánh răng, phát hiện tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đến nay, cơ quan chức năng đấu tranh mở rộng vụ án đã truy xét toàn bộ đường dây, khởi tố 78 bị can, thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại,
2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan. Sáng ngày 13 tháng 9, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, cây si khu vực chợ Nghĩa Hưng đã được di dời về trồng tại khuôn viên nhà thờ Y Lũ, xã Nghĩa Hưng. Việc di dời xuất phát từ nguyện vọng của người dân nhà thờ và được sự đồng ý của huyện, xã và ban quản lý chợ. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, cây si nói trên được trồng tại chợ Nghĩa Hưng hàng chục năm nay. Sợ cây gãy nhánh ảnh hưởng đến người đi chợ, ban quản lý chợ đã cho tỉa cành. Mấy ngày qua, người dân thấy mặt cây có hình thù giống mặt người, rồi quay, đăng lên mạng. Sau đó một số người đem hoa, nước đến gốc cây cầu nguyện. Ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng khẳng định đây là cây bình thường trồng để che mát ở chợ. Ngày 12 tháng 9, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay Nội Bài để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, gồm Phạm Văn Trường, Nguyễn Minh Thảo, cùng trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Trần Văn Thành, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thịnh, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, đã phá khóa vali ký gửi của khách để lấy trộm đồ bên trong. Trước đó, đồn công an sân bay Nội Bài nhận thông tin phản ánh của một hành khách quốc tịch Đức trên chặng bay Hà Nội Cam Ranh có ký gửi vali. Sau khi về khách sạn, người này phát hiện vali của mình bị mở khóa, kiểm tra thì bị mất tài sản và 500 euro. Sau 15 giờ xác minh, cơ quan công an xác định được thủ phạm và bàn giao các đối tượng cho công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.